Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã tới cái vị kênh của mình và tìm hiểu về Vipassana. Đây là sự trải nghiệm thực tế 10 ngày và mình ở đó tổng cộng là 12 ngày. Tại vì một ngày tới đó mình sẽ xác nhận là đăng ký để với công an địa phương biết là mình tạm trú ở đây khoảng 10 ngày. Và ngày thứ 10, ngày cuối cùng là mình sẽ không làm gì cả, chỉ nhận lại những cái vật phẩm cơ bản cá nhân của mình thôi. Và các bạn nhìn thấy cảnh đẹp không? Với cái cảnh vật như thế này, chúng ta đến đây thiền là một điều rất là thú vị. Cảm giác như mình được trở về với thiên nhiên vậy đó. Rất đẹp. Và đây là thời khóa biểu, thời khóa thiền định. Có nghĩa là buổi sáng mình sẽ dậy lúc 4:30 và mình thiền khoảng 2 tiếng. Và sau đó thì mình sẽ ăn sáng, nghỉ ngơi, rồi sau đó mình thiền chính khóa. Đặc biệt khi các bạn thiền chính khóa, hạn chế không nên đi vệ sinh hoặc là đi ra ngoài uống nước. Vì thời điểm đó là thời điểm mà nó rất là, có thể là rất là quan trọng hay như thế nào đó. Nhưng mà tới ngày thứ tư á, là thì hạn chế đi ra vào thời chính khóa, nên các bạn hạn chế luôn từ đầu nó sẽ tốt hơn. Và thật sự là các bạn ơi, mình thiền 10 giờ một ngày, các bạn sẽ cảm thấy wow, làm sao đây, nhưng không sao cả, các bạn sẽ làm được thôi. Ngày đầu tiên mình nghĩ mình không thể nào làm được, nhưng mình cũng đã làm được rồi và mình đã trở về với lòng hoan hỷ, vui vẻ. Và cơ thể của mình hơi bị dướng vào tháng 5 2020, nên khi đi mình biết là trời ơi, mình sẽ ngứa ngáy cựa quậy và bị cô bé trong kế bên bảo là đừng cựa quậy nhé, cố lên chị ơi. Thì mình cũng thật sự rất là xin lỗi những người bạn xung quanh, nhưng cái cơ địa của mình là như vậy rồi. Thì mỗi người có một cái điểm yếu khác nhau, nhưng rồi người ta vẫn phải cố gắng để tìm hiểu về Vipassana nó là như thế nào và trải nghiệm như thế nào. Thì các bạn phải tự đi đến đó trải nghiệm bản thân thì phải biết rõ hơn. Tại vì mình có thể nói về mình thì cũng có thể là các bạn hiểu được, nhưng khi các bạn tới đó thì các bạn sẽ là một cái trang giấy mới, một cái version mới, một cái phiên bản mới. Mỗi người có một phiên bản khác nhau, không ai giống ai cả. Chỉ là mình chỉ là cho các bạn một ví dụ về bản thân của mình. Thì ví dụ như là bạn cứ nghĩ đi, một ngày bạn làm việc 8 tiếng đồng hồ vất vả và phải nhìn mặt sắc mặt của sếp. Thì đến đây giống như sư cô Hằng Liên nói, tôi có bảo làm cái gì đâu, chỉ ngồi thiền thôi, tìm hơi thở thôi, quán chiếu toàn thân thôi, có làm gì đâu. Sáng thức dậy có thức ăn sẵn rồi, chỉ có thức dậy tắm rửa rồi đi thiền ngồi thôi, có làm gì đâu mà nó là như vậy, mệt mỏi các kiểu. Nghe sư cô nói là thấy vui tai rồi. Đấy, các bạn thấy không? Để mà được thiền định á, thì bạn tập trung. Còn thiền tệ là bạn quán chiếu tìm những cảm thọ, ví dụ như là nóng, đau, nhức nhối, run rẩy, tim bập, có nghĩa là bập là do cảm nhận được chứ không phải là cố tình. Tất cả những cái cảm thọ là cảm nhận được chứ không phải là cố gắng làm cho tạo hơi nóng gì, cái đó là không phải. Khi bạn được thiền tuệ được rồi, có nghĩa là cơ thể của bạn nó được giải phẫu toàn thân rồi. Như sư cô đã nói là giải phẫu toàn thân, để cho mình khi trở về với thế giới thực tại thì mình cảm thấy an nhiên hơn, sống vui vẻ hơn, không còn bị stress, bị áp lực. Đó là những cái mà cơ bản mình có thể chia sẻ được thôi. Nhưng các bạn phải tới và cảm nhận nó, trải nghiệm đó. Cái đó mới là thực tế nha. Và đặc biệt là 10 tiếng thiền thì sáng thì giống như bạn làm việc vất vả, thì tới khoảng thời gian từ 7:15 tới 8:30 là cái khúc mà mình được giải trí, giải stress đây. Wow, nghe những pháp thoại của sư cô Hằng Liên làm cho mình cảm thấy vui vẻ, giống như mình được giải trí toàn thân vậy đó. Cười rôm rã, mà vừa thời điểm đó là mọi người cảm thấy tỉnh táo lên liền. Nên mỗi ngày bạn sẽ được cô chia sẻ
sư cô chia sẻ về những vất vả, những cái khó khăn, những cái vấp ngã mà mình đã trải qua, và sư cô sẽ nói cho mình biết và mình để cảm nhận được tốt hơn để không bị nữa. Nên thật sự ở bên những chỗ khác thì mình không biết, nhưng ở đây thì thật là thú vị. Pháp thoại là một cái nơi mà là cái thời điểm mà tất cả mọi người được thích, được yêu mến á. Và sau đây mình chia sẻ phương tiện di chuyển. Nó có hai phương án, một là đi xe của chùa. Phương án đó thì mình sẽ tập trung ở Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Đình Chính, Phú Nhuận, ngã tư Ủy ban Nhân dân Phú Nhuận á. Thì giá vé là 130, đi lúc 8 giờ sáng. Có nghĩa là bạn có đăng ký lúc này thì nó sẽ có một vé khứ hồi sau khi về, nên bạn không cần phải đăng ký lần hai nữa. Đối với những người mà đi xe ngoài á, bạn muốn đăng ký mà đi xe chung sau cái bữa cuối cùng mà muốn đi xe chung thì bạn đăng ký sau khi đã ăn sáng rồi, thì bạn sẽ tới gặp các bạn hộ thiện á, bạn sẽ ghi nhận và bạn cập nhật sớm cho các bạn ha. Còn khi mình khi đi thì phải đăng ký số điện thoại chị Như, chị Lộc như vậy nè, nên các bạn cần phải cân nhắc trước nha. Còn có, nó cũng có khóa đi từ Bình Dương nữa. Còn có một xe khách đi xe ngoài, ví dụ như mình đi xe khách với cái tên của xe đó là xe bé nha, đừng nghĩ là xe bé là xe nhỏ mà tên của xe thôi, thì đi xe bến xe miền Đông, mình đã đi ra Nam Cát Tiên thì dừng lại ở Hồng Trung Sơn. Nếu mà trong lúc đi mà xe có cùng có một vài người bạn đi cùng thì nó sẽ đưa tới tận nơi luôn, nhưng mà tốt nhất là bạn cứ nói là cho tôi tới tận chùa luôn đi cho nó tiện lợi ha. Thì bạn có nên là điện thoại trước một ngày để mình biết, ví dụ như đi xe bé nó mỗi xe nó đi từ 4 giờ, 6 giờ, 8 giờ, 10 giờ thì mình đi lúc 8 giờ thì có số điện thoại khác, 10 giờ có số điện thoại khác, khi đi về nó cũng như vậy, nên các bạn phải cân nhắc nhé. Cảm ơn các bạn. Sau đây là cái phần về đăng ký nè. Thì đăng ký khóa thiền thì các bạn nên nhớ là mỗi người đăng ký một lần thôi, đừng đăng ký nhiều lần quá thì ảnh hưởng tới người sau. Đó là lý do tại sao có link đăng ký dự bị và nó sẽ được trả lời trong vòng một tuần. Sau đây mình xin cập nhật về cách đăng ký. Tốt nhất các bạn nên đăng ký tự vì nó có cái vấn đề bị sụp nguồn, nên nó sẽ có diễn ra là sẽ báo cho nó lúc 8 giờ tối cùng ngày. Một số bạn không biết nên họ sẽ chờ link dự phòng thì mất rất nhiều thời gian, nên các bạn cân nhắc nhé, để mà không bị lỡ chuyến, đỡ mất thời gian mình phải chờ đợi, nó rất là mệt mỏi. Và mình cũng phải chờ đợi, phải để điện thoại lúc 7:40, 7:59 để không bị lỡ chuyến á. Và nhớ nha, đăng ký nam thì vô là đăng ký tham dự nam, nếu mà đăng ký tham dự nữ là nó không có giá trị đâu. Và độ tuổi là thấp nhất là 10-15 tuổi sẽ được sự chấp nhận của phụ huynh. Nên khi mà trả lời mấy cái tin này nè, đối với người nhỏ thì dễ rồi, bạn có thể cảm nhận được, tại vì mình đã có ghi âm lại, mình có quay video lại. Còn với người lớn thì các bạn phải ghi một cách rất là đơn giản, đừng có ghi dài dòng quá. Ví dụ như mình đăng ký lúc đúng 8 giờ luôn, 8 giờ 1 phút 2 phút mình ghi hơi dài dòng một xíu, nên cái số thứ tự mình đã 77. Nếu mà bạn làm chậm hơn nữa thì sẽ có khả năng là bạn sẽ không thể nào đăng ký được luôn á. Nên tốt nhất mình ghi những từ rất là đơn giản. Ví dụ như người bạn lần đầu tiên tham dự thì bảo là ghi chữ 0 là được rồi. Còn ví dụ như có bệnh thì mình ghi đơn giản, còn yêu cầu mong muốn của mình là được cải thiện bản thân thì ghi ngắn gọn xúc tích thôi, không ghi dài dòng. Đây là cái bước xác nhận email đây. Sau khi đăng ký khoảng 30 đến 1 tiếng thì nó sẽ báo là bạn đã được đăng ký nhưng nó không có giá trị gì cả. Mãi đến bạn phải đợi đến lúc ngày nó thông báo email thứ hai là ngày 29 đến ngày 30 á, thì bạn xác nhận là bạn đi hoặc không đi để người ta biết, để nếu bạn không đi thì người ta cập nhật người mới. Đó. Còn bạn đi thì người ta sẽ hoan hỷ gửi cho bạn một cái email mới. Nên vào ngày đó bạn phải nhớ nha, nhớ đăng ký thì mình đã trả lời email là mình xác nhận mình đi. Mình đăng ký ngày sớm nhất là ngày 29 luôn. Và sau đó là thực sự rất là vui, thành công rồi. Các bạn đã hoàn tất đăng ký thủ tục, chỉ còn lên đường thôi. Nhớ tới đó trước 15 giờ lúc 3 giờ chiều. Photo bản chứng minh vì ở đó không có máy photo nha các bạn ơi. Và đây là cái bước ghi điền thông tin của mình để cho sư cô xem đây là mình có bệnh gì không, mình có yêu cầu gì không, và yêu cầu cái nhu cầu mình đến đây là gì, để sư có thể là theo dõi từng bước thiền của mình á. Thì đó có số điện, có đây là số này để lưu trữ tiền, số điện thoại này đó, cái chữ gửi đồ đó, và để cho mình có thể thoải mái không sợ lo mất cấp tiền điện thoại khi thiền.
Và cuối buổi là buổi sáng ngày đó thì lúc 6 giờ rưỡi sau khi ăn sáng xong, mình sẽ tới cái khu quầy này nè để mình nhận điện thoại tiền sau khi mình đã làm vệ sinh phòng của mình rồi đó. Và mình xin chia sẻ một vài cái tư thế ngồi. Tư thế nhất nè, ngồi kiểu Phật nè. Thứ hai, ngồi thoải mái, nghĩa là bạn có thể ngồi, sư cô nói là các bạn cứ chọn cái thế ngồi nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, không bắt buộc là phải ngồi theo cách này cách khác, mà cảm thấy thoải mái để bạn có thể kéo dài thời gian để mà bạn không thể bị mỏi mệt như mình, mỏi tay mỏi chân mỏi cổ và sau đó là mệt mỏi gì đó, cũng mệt chứ, phải mệt chứ, đúng rồi, còn coi thời gian khi nào được đi ra. Nhưng mà cố lên, cố gắng lại để mình thiền, dù mệt mỏi mồ hôi cố lên các kiểu đấy. Và lúc mà mệt mỏi mà mỏi tay mỏi chân, bị nhức tay nhức chân rồi bị gì thì bạn tập thể dục đó, có những cách nào đó, ngồi là đó, thả lỏng người xuống, thả xuống cho bớt căng cái chân ra, căng lưng ra, càng căng càng nhưng thì nó sẽ thoải mái, nó sẽ bị được giãn ra, không mỏi nữa. Đối với những người mà không mới bắt đầu không làm được á thì cứ co chân lại đó để thoải mái. Còn những người mình tập yoga nhiều á thì họ sẽ dẻo hơn, họ sẽ làm được đó. Đó là những một vài cách nhỏ nhắn xinh xắn mà mình chia sẻ đến các bạn. Sau đây mình xin chia sẻ về sự chuẩn bị cho sức khỏe và trang phục khi ngồi phòng thiền nha. Thì các bạn nên nhớ trang phục, mặc những trang phục thoải mái, rộng rãi, quần dài, áo tay ngắn, không cần phải dài, nhưng không được mặc những cái đồ hở hang hoặc váy ngắn, áo sát nách, những cái gì nó gọi là tôn nghiêm thì các bạn nên sử dụng, còn những cái gì mà dành cho đời thường thì các bạn hạn chế nha. Bạn nên mặc size to hơn một size đi cho nó thoải mái. Bạn không cần phải mang quá nhiều bộ đồ đâu, tại vì ở đó đã có sẵn để giặt rồi, bạn chỉ cần mang thêm vài bộ đồ để mình bạn có thể vừa tắm vừa giặt, tắm giặt khoảng dứt trưa, giờ nghỉ trưa được, mình nghỉ trưa được 1 tiếng rưỡi á, nên các bạn cứ giặt vào thời điểm đó thì nắng rất là gắt và rất là nhanh khô. Bạn cần phải mang theo lược nè, dầu gội, sữa tắm, bông ghế tây, tăm xịt răng, băng cá nhân, những cái vật dụng cá nhân, rồi nên cái đó thì mang theo. Tuyệt đối không được dùng nước hoa, sức dầu gió, dầu kim, tất cả các loại dầu có mùi hương vị để làm ảnh hưởng khi mà mọi người khi trong phòng thiền bị ảnh hưởng rất là lớn. Bạn có thể tưởng tượng một cái phòng thiền to lớn như vậy mà có nhiều người họ không thể chấp nhận được cái mùi nước hoa mà bạn rất thích, cái mùi ngọt gì nhưng họ không chấp nhận được, không ngửi được thì họ không thể thiền được, ảnh hưởng rất là lớn đối với những thiền sinh trong suốt quá thiền. Vì vậy các bạn nên cân nhắc không thoa bất kỳ một cái gì khi bạn đang ở trong phòng thiền nhé. Và đây là khúc mà vệ sinh phòng thiền sau khi đã kết thúc khóa thiền 10 ngày. Đây là cái thiền đó thì bạn cứ nghĩ đi, đợt mình đi là 60 mấy nam, 150 mấy nữ, tổng cộng gần hơn 200 người và nó còn dư một khoảng rất là to thì có khoảng là sức chứa khoảng 300 người như vậy. Thì bạn cứ thử nghĩ đi, nếu mà bạn không dự trù được sức khỏe của mình, chỉ cần một vài cá nhân họ bệnh, họ ho, họ sổ mũi thì cái mức lây cảm thì bạn cũng hiểu rồi, nó rất là nhanh. Nên trước khi đi mình đã tập thể dục, mình đã đi bộ một ngày 2 tiếng, mình uống vitamin C trước và đặc biệt hơn nữa là mình đã chích vaccine cúm trước khi đi rồi. Tại vaccine này một năm chích một lần á, thì thật may mắn là mình đã làm rồi. Nhưng thật sự vaccine này không phải là thần thánh giống như mọi người nghĩ. Khi mà chích vào rồi thì bạn sẽ không bị cảm, không hề, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vì chắc chắn mình bị nghẹt mũi nè, bị nghẹt mũi không phải đơn giản đâu, mình nghẹt mũi thì mình khó thiền định, mình khó tìm được hơi thở lắm. Nên các bạn khi đi phải cân nhắc. Và đặc biệt là thức, có một số người á họ có trang bị đầy đủ giống như mình, ví dụ như là sáng thì thức dậy lúc 4 giờ thì lúc đó sương xuống,
bạn phải nên phải có áo khoác, cái khăn nào miễn cho khoác trong người để cho giữ ấm cơ thể, và đội nón, tại vì khi ra ngoài sương xuống ảnh hưởng, và đeo khẩu trang nữa thì bạn giữ ấm cho cơ thể lúc sương sớm thì khả năng bị cảm rất là thấp. Đây là chỉ hạn chế thôi chứ không phải là tất cả. Nên các bạn phải cân nhắc và vấn đề ví dụ như là về thức ăn, ví dụ như là ở đó thì ăn theo chế độ nên không thể ăn giống như là ở nhà được. Có một vài bạn thì mình trước khi đi mình cũng đã tìm hiểu thì mang thức ăn theo thì cũng được thôi, mình cũng mang theo, nhưng đặc biệt hình như là hầu như ai cũng mang theo nhưng hầu như không có ai ăn hết á, tại vì họ cố gắng để mà đi theo cái lộ trình luôn, họ không muốn bị phá giới luôn nên họ không ăn. Có nghĩa là bạn có thể mang theo nhưng mà bạn cân nhắc coi chừng bị kiến nha. Bạn thể mang theo những cái bánh nào mà mở ra ăn liền, còn những bánh mà nó một cái mở như là nó chỉ cần mở ra ăn liền rồi đừng có lấy nhiều quá, nhưng mà mở ra mình phải để dành lại thì sẽ bị kiến lên. Khi kiến lên thì bạn nhớ là để cái ly, để nước ở phía dưới á, bạn đặt nó trên cái ly hay cái gì đó để không bị nước, bị được kiến nó đi lên. Đặc biệt bạn cần theo mang theo một cái ly, một ly để nước uống nè, một cái bình để đựng nước khi mà bạn khát nước bạn có thể uống liền, và khi ban đêm thì khuya vậy đó, thì mình có nước sẵn để uống. Cái đó là bên email họ đã có dặn dò rồi, các bạn nên cân nhắc nha. Và đặc biệt khi thiền bạn không nên kết hợp với bất kỳ phương pháp thiền khác, hay là yoga, hoặc là bạn mệt mỏi bằng tập cái này tập cái kia, nhưng tập một kiểu rất là đơn giản, nhẹ nhàng, lắc đầu qua lắc đầu lại nhẹ nhàng thôi. Không nên sử dụng phương pháp yoga. Có một sư cô có kể là có một bạn sử dụng phương pháp yoga sau đó bị đơ cổ luôn. Nên là khi bạn sử dụng, bạn đang theo cái trình liệu trình, cái lộ trình của Vipassana thì không nên kết hợp những cái lộ trình khác để không bị ảnh hưởng. Đó là những một vài chia sẻ mình dành cho các bạn. Đây là khu mà không được vượt qua dành cho nam, cương giới cấm vượt qua, nơi nghỉ ngơi của các thiền sinh nam. Là cái khúc này là mọi người chuẩn bị hết khóa thiền rồi nên có thể chụp hình được, chứ bình thường là không ai chụp được hình hết á. Và may mắn là các bạn trong nhóm thì bạn cũng chụp hình và chia sẻ lên group, thì mình có xin phép để được chia sẻ với các bạn đồng môn. Đây là cái tô ăn á. Cái tô đâu ta? À, cái khu ở của một thiền sinh nam, rộng rãi thoải mái. Đây là cái tô, cái thố, giống như thố mà những người mà tu á, ăn á. À, lúc đó mình được ăn trưa vào thời điểm này. Và xin phép, đây là cái khu ăn uống của thiền sinh nữ. Nó rộng rãi hơn, thoải mái hơn, tại vì đây có gọi là cái khu sinh hoạt nữa, nên nó được ưu tiên thôi, chứ thực ra là không có gì phân biệt đâu. Vừa ăn xong thì các bạn sẽ bỏ rác vào cái nơi quy định trong ba cái thùng này nè, rác trái cây hay cái gì đó, thì sau đó bạn ăn xong bạn sẽ tự rửa và úp lên để dành cho bữa ăn tiếp theo. Và đây là cái khu sinh hoạt của nam. Phòng ốc rất là sạch sẽ, thoáng mát. Mình cũng cảm ơn một thiền sinh nam, họ đã cố gắng chụp hình sau khi khóa thiền kết thúc và đã nhận được điện thoại thì để chia sẻ, để cho những người bạn nam chưa bao giờ đi để cảm nhận được là nơi mình ở là như thế nào. Cũng sạch sẽ, tươm tất, không khác gì nhau cả. Nhà vệ sinh thì tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Mình cảm thấy rất là thoải mái khi ở đây. Mình phải tự lau, tự rửa, tự giặt giũ, phơi đồ sau khi đã kết thúc khóa thiền. Và đây là cái khu nữ đây. Đây là cái phòng lớn nhất. Có 6 giường nhưng mà không có vách ngăn, nên rất dễ phạm giới là nói chuyện á. Đó, mình phải cử nó không được nói chuyện, im lặng tất cả. Nếu mà mình nói chuyện mình sẽ phạm giới. Nếu mình khi mình đã ăn ít rồi nhưng khi mình không nói chuyện thì khả năng mình sẽ hạn chế bị đói rất là cao. Khi mình phạm, mình không, mình giữ giới thì khi mình vào thiền định, thiền tệ nó sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn. Đây là cái khu, cái phòng gồm có 3 giường, nó có 2 vách ngăn.
để hạn chế nói chuyện á các bạn. Đây là khu mình ở. Sau khi giặt giũ xong thì bạn sẽ úp cái nệm như thế này, có cái quạt mái mình, nếu mà bạn không thích nó quay thì bạn hay đứng nó lại được, và có khả năng khi tóc ướt á thì bạn sấy khô cũng tuyệt vời. Đó, có một cái khu đang xây nè, khu vệ sinh nằm phía dưới đây, có một cái phòng nhưng không có vách ngăn, nên hai cái bạn này rất là dễ bị phạm giới và nói chuyện và bị nhắc nhở, đó là chuyện bình thường thôi. Và đây là có vách ngăn, cái vách ngăn này đặc biệt bạn không thể tháo rời nó được đâu, có bạn đã thử rồi nhưng mà không có được, người ta đã tính hết rồi. Đây là sau khi xá thiền xong giặt giũ để mình trả lại cho cái người thiền sinh mới sự, khi họ tới thì giống như mình lúc tới thì được sạch sẽ tươm tất, thì lúc mình đi mình cũng phải như thế này. Đây là cái khu mà giặt giũ nè, vệ sinh nè, rất là thoáng mát, không còn gì mà tưởng tượng được, nó quá tuyệt vời như vậy. Đó, nhìn cái view cảnh, nhìn ra núi đẹp tuyệt vời, không gì bằng, một sự thư giãn tuyệt đối. Đây là cái khu nhà vệ sinh của thiền sinh nữ đây, nó rất là sạch sẽ, thoáng mát, rộng, có phòng á, một toilet thì hai giường hai phòng, một toilet thì hai giường, có toilet thì ba giường sử dụng. Đó là cái khu này nè, cái khu này đó nhìn qua khu nam đó, nãy mình nhìn từ nam qua nữ, bây giờ từ nữ qua nam. Đây là giặt mền nè, giặt mền xong rồi đem đi phơi, xong thì mọi người giặt mùng chứ, cái này giặt mền sau cái mình sấy nè, sấy là đem đi phơi thôi cho nó nhanh khô, chứ mà đợi nó tự khô thì nhiều khi nó lại ẩm ốc, nó không kịp khô á, nhất là mùa mưa thì nó lại trở thành nó hôi nữa, nên bắt buộc phải dùng qua cái máy cách ly tâm như thế này. Cảnh đẹp quá, nhìn rất là mát, bạn rất là thư giãn luôn, không thể nào mà cảm nhận được cái sự thư giãn tuyệt đối và như thế ở chỗ này, rất là tuyệt vời. Tiếp theo đây mình thật sự rất là cảm động các bạn hộ thiền, họ để giúp đỡ mình hết mực, khi mình cần cái gì đó mình ghi vào tờ giấy thì họ đã cung cấp cho mình. Và bạn nhớ nên ghi số thứ tự của mình là số mấy để người ta rất là dễ dàng tìm kiếm bạn và gửi những nhu cầu thiết yếu bạn cần. Như mình bị trị ho, họ nó bảo mình là không nên uống đậu nành, đậu phộng, rồi nghẹt mũi là uống nóng, không được uống sữa đậu nành, họ nhắc chừng mình mỗi ngày luôn. Và đặc biệt là họ bắt mình là phải uống cái nước gì họ pha, sau đó thì bắt mình chùm mền rồi tóc mồ hôi, và sau 1 giờ thì mà không được cái gió, nói chung là đủ hết thứ. Wow, mình thực sự cảm động, nó không phải một ngày đâu mà 2-3 ngày luôn, rất là tuyệt vời. Nên là đó là lý do mà tại sao các bạn thấy là có cái khúc mà người đăng ký là đăng ký phục vụ đó, từ việc cảm nhận của những người đi sau, họ được những người đi trước phục vụ như vậy thì họ cũng lại trở thành người phục vụ, tại vì họ cảm ơn những người trước và họ phục vụ rất là tốt cho người sau. Đó là cái cảm giác cho mình, thật sự giống như là mình không được nói chuyện, mình không được giao tiếp, mình không được nháy mắt, không được gì hết, thì chỉ có phương án là viết giấy, và họ đã tận tình giúp đỡ và mang đến những cái vật dụng mình thật sự rất là cần thiết. Đặc biệt các bạn thật sự cần hãy đưa ra những cái phương án như vậy, còn không thì đừng làm phiền họ, tại vì có rất là nhiều thiền sinh, tổng cộng đợt mình đi gần hơn 200 thiền sinh, thì nếu các bạn cứ hỏi chút nhu cầu không cần thiết thì ảnh hưởng họ làm việc rất là vất vả, và số lượng người làm việc không có nhiều, nên các bạn phải cân nhắc trước khi cần. Sau đây mình xin trích dẫn vài cảm nhận của thiền sinh cùng khóa với mình nha. Họ nói là nhớ các bạn học viên, mong sớm đủ duyên được gặp lại, cùng tụ tập dưới mái chùa với tâm thanh tịnh, an vui, hạnh phúc. Chúc các bạn về với gia đình 10 ngày nhịn ăn, nhịn ngủ, nhịn nói, luôn tràn đầy năng lượng, an lạc, yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, quyết tâm ạ. Santu. Và một thiền sinh khác, chiều nay em có một trải nghiệm thế này, cái phòng em ở có một cái tủ lạnh đáng yêu lắm, cứ một lúc nó lại xịt một cái, xong ù ù một lúc, trong lúc em đang quán niệm hơi thở, em điên lắm, định đứng dậy rút phích cấm, mọi chuyện được giải quyết, nhưng em lại dừng lại và nghĩ,
Nó không khác gì tiếng hắt hơi cả. Trên thiền đường, tại sao mình cố chấp phải như chỗ này chỗ kia mới thanh tịnh? Và rồi hai bạn khác, Chúc, có người nói là chúc em buông thả thành công để cuộc sống an lành, hạnh phúc, mạnh mẽ lên nào. Cảm ơn bạn, mình sẽ nỗ lực kiên trì. Và mình vui vì mình không một mình mà các bạn cùng đồng hành. Mình là giọt nước nhỏ, nay mình hòa cùng các bạn đi trên một dòng sông về với đại dương. Xin cảm ơn. Một trích dẫn khác về thiền tuệ: bạn sẽ không thấy trí tuệ nếu cứ để tâm theo dõi, đánh giá người khác. Không nên chú ý đến người khác, để ý đến người khác chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Nếu bạn cảm thấy bực bội, hãy xem xét sự bực bội của mình. Không nên thắc mắc rằng thiện tính này xấu vì sự kia không tốt, hãy để họ qua một bên. Hãy nên phải đánh giá, phê bình người khác làm gì, bạn sẽ không thấy trí tuệ nếu cứ làm tâm theo dõi, xem xét đánh giá người khác. Giới luật nội quy là dụng cụ trợ giúp cho chúng thiền hành có kết quả. Giới luật không phải là khí cụ để bạn chỉ trích hay tìm lỗi của người khác. Không ai có thể hành thiền thay cho bạn, bạn cũng không thể hành thiền thay cho ai cả. Hãy chú tâm chánh niệm, tính thức, chính thức. Những gì bạn làm đó là phương pháp hành thiền tốt đẹp nhất. San Trun. Một cảm nhận của một đứa con sau khi gặp mẹ. Hôm qua Giang vừa đi thiền về, gặp lại mẹ, chào mẹ và hỏi mẹ có khỏe không. Mẹ im lặng một hồi rồi nhăn mặt hỏi: mày đi đâu với mấy hội Đức Chúa Trời hả? Mày coi chừng đó nha, tao nói mày biết. Câu hỏi này khó tìm câu trả lời hợp lý vì Giang đâu dám nói. Trước đó đã đi Nam Cát Tiên thôi. Giống như mình cũng đâu có dám nói là với ba mẹ là đi thiền đâu. Mình nói với ba mẹ là mình đi từ thiện, đi vài ngày. Và cũng tự vì nó bận nên mình không thể nào sử dụng điện thoại, nên ba mẹ hạn chế gọi điện thoại cho con. Vậy thôi chứ không dám nói rõ ràng. Đây, có bạn đã đi 3 lần và cảm nhận thật sâu sắc hơn so với những lần đầu vì anh ấy bị bệnh. Và có một bạn nói là như thế này: em đang học và thực tập không phản ứng, buông xả hoàn toàn, hiểu rõ quy luật vô thường. Thật không dễ một chút nào, cần nỗ lực thực tập ạ. Vì người ta buông nhưng trong tâm em vẫn còn chưa buông được. Sau khi thực tập, em nhìn nhận nhẹ nhàng và bắt đầu buông dần. Cầu mong em sẽ mạnh mẽ để đi qua giai đoạn khủng hoảng này bình an và vững tâm. San Chun. Và một bạn khác: em cảm ơn khóa thiền giúp em nhìn lại, hiểu mình và từ đó bình tâm đón nhận sự thật một cách tỉnh giác, hiểu và thương. San Chun. Và sau khóa thiền thì Nico sư cô có yêu cầu, có kiến nghị là nên thiền tại nhà một ngày hai thời. Và có bạn cũng đã có từng làm rồi. Và bạn có một bạn ghi trên đây là: mình thật ngưỡng mộ mọi người có thể thức dậy và thiền. Từ hôm bữa tới giờ mình phải xử lý công việc tồn động và chưa có thời gian để thiền nữa. Thật hổ thẹn. Chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật an lành, hạnh phúc bên gia đình nhé. Và một bạn khác: hai, bạn chưa có thời gian thiền được, nhưng quan trọng là bạn luôn nhớ đến hai cận vệ trung thành của mình. Một là hơi thở, hai là cảm thọ, thì cũng là đang thiền nhé. Chúc bạn bình an. Và tiếp tục: theo mình, các anh hỏi đi thiền để được gì? Mình sẽ trả lời anh ấy: cứ đi một khóa đi, rồi sẽ cảm nhận được thôi mà. Và tặng cho người hỏi một nụ cười thân thiện. Thế thôi, mình chỉ biết trả lời như thế. Còn các bạn thì sao? Mình thì nói một khóa tu rất tuyệt vời và cười vậy thôi. Còn một bạn khác: có ai còn nhớ những nhắn gửi của sư cô trong buổi thiền cuối về cách thực hành trở về thiền cuộc sống này chia sẻ nhé. À được, rồi mình sẽ đọc cái đó cho các bạn nha. Theo mình thì nói mỗi người sau khi đi về ít nhiều đều có thu hoạch. Người được nhiều, người được ít, tùy vào khả năng mỗi người. Nên mỗi người phải đi mới biết được. Và cười thôi, đúng. Mình được là lúc đó mình cảm thấy nhìn bầu trời, nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần mà muốn nổi cáu, mình lại nghĩ: ủa 10 ngày đi thiền để làm gì ta? Đó,
nó giống như là một cái câu thần chú, không phản ứng, buông xả hoàn toàn, chuyện thế gian là vô thường, nên nó cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn như lúc trước, nó không còn là nổi nóng hay cái gì cả. Đó cũng là một kết quả. Và song song đó thì các bạn cũng có thấy là cái khu này là cái khúc mà đang gọi là quy á, quy tam bảo á, thì mọi người ở lại quy y, những người mà quy y như thế này thì họ sẽ không cần phải làm những cái việc như là giặt giũ hay là chén giặt giũ rồi làm những việc khác, mà họ tập trung vào, tại vì không có thời gian. Khoảng một tiếng mấy sư cô vừa quy y tam bảo, vừa dạy, vừa giảng thuyết pháp nữa, mình ngồi nghe tới khi mình về luôn, lúc 8:40 là mình phải về á, là vẫn chưa xong á, quy lúc 7 giờ thì phải, khá lâu nhưng khá thú vị các bạn ạ. Đây là buổi cuối sư cô chia sẻ như thế này. Các bạn nên chia sẻ những giá trị của bạn nhận được sau khi tham dự khóa thiền, những chuyển hóa nội tâm khi về với cuộc sống bình thường. Thiền cá nhân mình cho là những trải nghiệm về thông tâm, cách mỗi người phản ứng, vậy nên mọi người phải tự kinh nghiệm khi tham gia khóa thiền sẽ tốt hơn. Bạn nói là mọi người ơi, khóa thiền vừa rồi em vẫn chưa định được nhiều, em muốn tìm những lời của cô hoặc thầy Genka để vừa nghe vừa tập quán hơi thở, để tìm ở đâu nhỉ? Cảm ơn mọi người. Cái này thì mình cũng giống bạn, không có thiền định được, nhưng mà tọa thì mình ok. Còn một bạn khác hỏi, anh chị yêu ơi, cho em hỏi xíu là đeo tai nghe để thiền được không? Em sợ mở file hướng dẫn nên sợ người khác nghe, chắc là sợ nghe rồi ảnh hưởng, rồi nói chung là mình cũng muốn là thiền như kiểu mà không bị ảnh hưởng á. Cô bé ấy nói như vậy. Và có bạn trả lời như thế này, theo mình nghĩ chắc không tốt đâu bạn, ngồi lâu mình sẽ sợ sẽ không thoải mái, nặng tay lắm, giống như lúc thiền sư cô bảo là bỏ mắt kính xuống vậy. Đúng rồi, mình có cảm nhận được điều đó từ sư cô. Bạn ấy trả lời là nhỉ, tìm cách khác thôi. Và có người nói như thế này, việc đeo tai nghe theo anh nghĩ sẽ không ảnh hưởng em à, vì em phải lựa chọn hoặc nghe rõ và đầy đủ hướng dẫn để thực hành tốt, hoặc nghe lẩm bẩm để rồi thực hành lẩm bẩm và bị vướng bận vào tâm lý ngồi thiền và nghe, cứ sợ mọi người nghe thấy xấu hổ thì không thể thực hành được. Cái này mình cũng nghĩ như vậy. Có một điều lưu ý là sư cô đã hướng dẫn không nghe nhạc thiền để ngồi thiền, tại vì khi nghe nhạc thiền á, nó sẽ cảm giác giống như là mình đang thư giãn thôi, mình thiền ở trên bề mặt thôi, và sau đó là mình không có tập, mình sự tập trung của mình không còn nữa, mình chỉ tập trung vào tiếng nhạc, nhưng giống như mình bị phụ thuộc vậy đó. Sau khi tiếng nhạc kết thúc thì mình sẽ không thể tập trung được. Đó là lý do tại sao mà không nên nghe nhạc thiền. Có người họ có thể nghe nhạc thiền khoảng 2 tiếng đồng hồ, họ tập trung vô độ, nhưng thực chất đó chỉ là cái tâm mình không đi thôi, tại vì tập trung vào nghe rồi. Nhưng mà khi thiền của cô nói là, sư cô nói là phải tịnh tâm theo cái cách của mình phải nỗ lực lên, chứ không thể nào mà mình nhờ cậy một cái gì đó để mà mình định tâm được, thiền định được. Đó lý do mình phải tự thân vận động, chứ không thể nào cần sự hỗ trợ từ một người khác. Đó là lý do mà hiệu quả của Vipassana đưa đến cho mọi người. Bạn phải tự làm, tự kinh nghiệm, tự bươn trải. Cũng là lý do các bạn nên đến thực hành một lần trong đời để hiểu được nó là như thế nào. Có thể cuối bài, mình xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và mình xin nhắc lại, đây là những trải nghiệm riêng tư của mình, cá nhân của mình, không phải là tất cả, nên các bạn nên đi thực tế để biết thêm tốt nhất. Đây chỉ một ví dụ về bản thân mình thôi, mỗi người có một sự khác nhau, nên các bạn nên đến đây nhé. Xin cảm ơn, trân trọng và chào các bạn. Bye bye.